Tập 5, lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Khi âm thanh tiến gần, Giản Hành Chi lập tức lặn xuống thao tắm, đệ tử dùng một chân đá văng cửa, đi vào cùng lúc đó, nhìn bóng lưng Tần Vãn trên bình phong, lo lắng hỏi, sư tỷ sao vậy? Không có chuyện gì, Tần Uyển Uyển định thần, kiềm chế nhịp tim, nhìn đất và tóc rơi vãi trong bồn tắm, nắm thành bồn, nghiến răng nghiến lợi, có một con sâu dọa tỷ. Các đệ đi ra ngoài trước đi, tỷ đang tắm, các đệ tử nghe theo rút lui, bọn họ mới vừa rời đi, người trong thao lập tức thò đầu lên. Hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt được rửa sơ lộ dung mạo tuấn tú. Người tắm trước đi, đợi chút ta cũng tắm một cái, tắm xong rồi nói. Hắn không khách khí chút nào, nói rất nhanh, nhắm mắt chống bồn tắm ra ngoài, sau đó liền loạng choạng ngã xuống đất. Sao ngươi lại cho điện giật ta? Giản Hành Chi nằm trên mặt đất, tức giận hét lên, tìm chết sao? Vậy, thực xin lỗi, 666 run rẩy, không có nam sủng nào thân thủ nhanh như vậy. Cho nên đầu não kiểm tra số liệu, Giản Hành Chi hiểu rồi, hắn hít một hơi thật sâu, không quan tâm nữa, bật dậy khỏi mặt đất, ủ rũ bước ra khỏi bình phong. Khi Tần Uyển Uyển thấy hắn đứng dậy, trên người hắn toàn bùn đất té xuống, đứng dậy khỏi mặt đất, nàng sợ tới mức nhanh chóng nhắc nhở, người cứ ngồi dưới đất đi, đừng lên giường. Vừa nghe câu này, Giản Hành Chi hiểu rằng nàng ghét bỏ hắn bẩn thỉu, hắn cũng lười so đo với một người mới trúc cơ, dứt khoát tựa vào bình phong ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Chủ nhân, 666 thận trọng nói, kiểm tra số liệu phát hiện nhịp tim ngài hơi nhanh, có cần giúp đỡ không? Câm miệng, Giản Hành Chi dựa vào màn hình nhắm mắt lại, ai cần ngươi lo. Giản Hành Chi bước ra khỏi phòng tắm rất dứt khoát, phảng phất như nàng chỉ là một nam nhân, Tần Uyển Uyển không biết nên tức giận hay nhẹ nhõm. Nàng suy nghĩ, cuối cùng quyết định tùy cơ ứng biến, không nghĩ nhiều nữa, nàng ngồi trong bồn tắm vẽ một cái tiên quyết, lại thay nước trong xô. Thấy nước đã trở nên sạch sẽ, cuối cùng nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn chút, thả lỏng, tắm rửa sạch sẽ một lần nữa. Nàng vừa tắm, vừa không nhịn được nhìn về hướng Giản Hành Chi đang ngồi. Bóng dáng thiếu niên trên bình phong rất là đẹp, cho dù đang nghỉ ngơi, sống lưng vẫn thẳng tắp, như trúc như tùng. Hắn quay lại để làm gì? Quay về như thế nào? Tần Uyển Uyển có chút khó hiểu, nhưng thoáng suy nghĩ về kiếp trước một chút, cũng không kỳ quái nữa. Kiếp trước Tần Vãn nghèo túng đọa ma, người người trong thiên hạ đều ghét bỏ, Giản Chi diễn này lại chưa từng rời bỏ, xem ra hắn đối với Tần Vãn thật sự là thâm tình bất hối, đáng tiếc. Tần Uyển Uyển thở dài, tạo hóa trêu ngươi, Giản Chi diễn không thể ngờ rằng người hắn yêu sớm đã không còn. Nàng không phải là Tần Vãn hắn yêu, chỉ vô tình lợi dụng tình cảm của hắn, không muốn lại liên lụy hắn nữa. Vốn dĩ nàng định xuống núi tìm hắn, bí mật gài bẫy hắn rồi dắt đi luôn, nhưng hiện tại nhìn thấy tình cảm sâu nặng của Giản Chi diễn, nàng cảm thấy phải thay Tần Vãn cho hắn một cái kết thúc. Tần Uyển Uyển nghĩ miên man, tắm rửa cẩn thận, sau khi nghĩ đại khái ý chia tay, cuối cùng đứng dậy, mặc quần áo bước ra khỏi bình phong, liền nhìn thấy Giản Chi diễn đã tựa vào bình phong ngủ say. Bùn đất được trộn với nhau dính lên người hắn, cả người hắn như một bức tượng nhỏ bằng đất sét, nhưng hắn lại không quan tâm chút nào, ngủ một giấc ngon lành. Tần Uyển Uyển cau mày, nhanh chóng gọi hắn, Giản Chi diễn. Đối phương không trả lời, Tần Uyển Uyển cầm lấy một cành hoa đào trong bình hoa bên cạnh, cẩn thận chọc hắn, Giản Chi diễn. Mặc quần áo xong rồi, Giản Hành Chi đã sớm dậy nhưng hắn không mở mắt. Tần Uyển Uyển sừng sốt một hồi, không ngờ hắn lại hỏi chuyện này, ngơ ngác đáp. Mặc xong rồi, được, Giản Hành Chi mở to mắt, muốn nhảy dựng lên theo bản năng, nhưng khi nghĩ đến lời 666 nói, hắn dừng động tác lại, chần chừ một lúc, hắn nhớ lại vị thiên nữ mà hắn từng thấy trước đây, nàng ngồi xổm trên mặt đất, hai chân khép lại, một tay đặt bên hông, nâng mông lên trước, sau đó là eo, đai lưng nửa người trên, rất giống một đóa hoa trinh nữ trên cây xấu hổ. Sau đó, từng bước một bước vào phòng tắm. Một fan theo tác này quả thật thảm không nỡ nhìn, nhưng Giản Hành Chi lại thấy màn hình trước mặt hiển thị, tính cách nhân vật cộng 2, tổng điểm trừ 998. Ồ, Giản Hành Chi sau bình phong ném quần áo của mình mạnh bảo cũng chỉ có vậy. Ngay sau đó trên màn hình liền hiển thị, tính cách nhân vật âm 2, tổng điểm âm 1000. Giản Hành Chi, Tần Uyển Uyển nhìn Giản Chi diễn đứng lên như nữ quỷ trong, run, từ từ đi vào phòng như zombie, sau đó nhìn bóng dáng trên bình phong ném quần áo cái, dầm. Nàng bị một loạt động tác này làm cho trợn mắt há hốc mồm, một lúc sau mới phản ứng lại, không khỏi thở dài, Tần Vãn có khẩu vị gì đây? Ngoại hình này, tính cách này, có thể làm nam sủng sao? Ngưỡng cửa của nam sủng thấp như vậy sao? Nhưng bẩn thỉu hay không bẩn thỉu, đây dù sao cũng là nam sủng trung thành, bây giờ nàng nên làm tổn thương lòng hắn hay phải đối xử với người ta tốt một chút đây? Vì vậy, nàng dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, lại tìm bộ quần áo Giản Hành Chi đã mặc trước đó, còn cả khăn tắm nàng dặn dò người chuẩn bị cho mình, cũng ném hết lên bình phong, dặn người bên trong, khăn màu trắng là để lau nước, bên cạnh là quần áo sạch. Giản Hành Chi lắng nghe, liếc xéo khăn tắm bên cạnh một cái, lại thấy trên màn hình. Cung kính, cảm ơn chủ nhân. Hắn cười nhạo một tiếng, nhưng vẫn thuận miệng nói to với Tần Uyển Uyển bên ngoài, cảm ơn. Tần Uyển Uyển hoàn toàn không cảm thấy dị thường, kỳ thật nàng không biết chút gì về Giản Chi diễn. Nàng ngồi trên ghế chờ Giản Chi diễn, nghĩ xem lát nữa nên nói như thế nào. Cách tấm bình phong, nàng nghe thấy tiếng nước bên trong, nghĩ nghĩ, không thấy mặt liền không xấu hổ, không bằng nói ngay bây giờ. Nàng không có dũng khí vào thẳng trọng điểm, liền bắt đầu tán gẫu nói chuyện phiếm, ngày đó ta thấy quân thiếu chủ ra tay tàn nhẫn, còn nghĩ ngươi đã. Ngươi cho rằng ta chết rồi sao? Giản Hành Chi có chút đắc ý, nhìn liếc ra ngoài một cái, rất bất ngờ à.
Không có, nghe giọng nói của người bên trong, lòng Tần Uyển Uyển run run, cũng không biết vì cái gì, nàng cảm thấy có chút hụt hẫng, nàng nhanh chóng thay đổi chủ đề, quan tâm hắn, bây giờ vết thương của ngươi có gì không ổn không? Không có, Giản Hành Chi xoa xoa bùn, trả lời không chút để ý, cũng chỉ là mấy vết thương nhỏ. Vừa dứt lời, dòng điện liền sư sư đi qua, Giản Hành Chi siết chặt khăn tắm, kiềm chế xúc động muốn đánh người, nhìn thoáng qua 666 trong thức hải đang run bần bật. Tần Uyển Uyển nói đến có chút nghi hoặc, người bị đánh như vậy, 2 ngày liền khỏi rồi. Giản Hành Chi dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đằng trước, không có xuất hiện màn hình, nghĩ rằng hệ thống không hoạt động. Hắn nghĩ nghĩ, chần chừ trả lời, thân thể ta vẫn ổn. Không bị điện giật, xem ra vấn đề không lớn. Lời này làm Tần Uyển Uyển có chút khó tin, nhưng suy cho cùng kiếp trước phàm nhân này có thể tung tăng nhảy nhót, đến cuối cùng còn chắn cho Tần Vãn một kiếm, hẳn là hắn có một ít sở trường đặc biệt. Tần Uyển Uyển miễn cưỡng tiếp thu đáp án này, lại hỏi, ta nghe nói ngươi bị ném xuống núi, ngươi là một phàm nhân, lại không có tu vi, sao lại có thể lên núi? Ta, Giản Hành Chi nghe Tần Uyển Uyển dùng từ, quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, nhận ra nếu một phàm nhân dùng một ngày đào thông đạo đến Vấn Tâm Tông có hơi khó tin, nhưng hắn vẫn căng ra đầu, ra vẻ không có việc gì, ta đào đường hầm. Mà, đường hầm, Tần Uyển Uyển khiếp sợ, không thể tin tưởng, ngươi đào một cái đường hầm từ dưới chân núi tới nơi này. Giản Hành Chi không dám nhiều lời, cứng đờ trả lời, đúng vậy. Tần Uyển Uyển theo bản năng dò hỏi, làm sao ngươi làm được? Giản Hành Chi khó xử, thì, hắn xoa thân mình, có chút chột dạ, thân thể tương đối tốt đi. Thân thể này, cũng quá tốt rồi đi. Tần Uyển Uyển có chút ngốc, Giản Hành Chi cũng cảm thấy đáp án này có chút kỳ quái, hắn đảo khách thành chủ, bắt đầu đặt câu hỏi. Tiếp theo ngươi định làm gì? A, muốn ở trên núi cả đời sao? Tuyệt đối không thể, Tần Uyển Uyển quyết đoán trả lời, Giản Hành Chi hài lòng gật đầu, cảm thấy nàng còn không quá ngốc. Đúng là không uổng công trước kia ta lao lực cứu ngươi. Giản Hành Chi đứng dậy từ trong nước, Tần Uyển Uyển nghe được lời này, rốt cuộc nhớ tới điều mình muốn nói. Nàng mở lời, Chi Diễn có chút chuyện, ta phải nói với ngươi trước tiên. Cứ nói, ta không phải là ta của quá khứ, có thể tiếp theo ta sẽ sống một cuộc đời rất khác trước. Cũng khá tốt, Giản Hành Chi lau khô thân mình, bắt đầu mặc quần áo. Trước kia Tần Vãn chịu nhiều uất ức, vừa thấy đã cạn lời. Có thể ta sẽ đi đến một nơi rất xa, bắt đầu hành trình mới, sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, khó khăn. Không tồi, Giản Hành Chi tìm cách mặc những bộ quần áo lạ mặt này, bắt đầu mặc lên người. Đến giờ phút này, hắn rốt cuộc có vài phần để mặt đến cô nương này, biết con đường tu luyện gian nan nguy hiểm nhưng không ngại khổ, có thể coi là nhân tài. Ta hy vọng ngươi có thể sống một cuộc sống tốt đẹp như một người bình thường. Bây giờ ta là một tù nhân, ta đã bị chúng truy tung chú của sư phụ ta không thể đi đâu cả. Nói đến trọng điểm, Tần Uyển Uyển vô cùng khẩn trương, nàng cúi đầu, nắm chặt vạt áo, tự động viên mình. Nàng hiếm khi làm những điều tổn thương người khác như vậy, nhưng vì hạnh phúc của cả hai người, nàng phải nói rõ. Nếu ngươi có thể vào, thì cũng có thể đi ra. Bây giờ ta sẽ trả lại khế ước bán thân cho ngươi một số vàng bạc châu báu. Một lát nữa, ngươi có thể ra ngoài dọc theo đường hầm cũ. Nàng đang nói chuyện, nghe thấy tiếng người đi ra từ phía sau bình phong, nàng vùi đầu vào quần áo, không dám ngẩng đầu lên. Đang nói chuyện thì nàng nghe thấy tiếng người đàn ông kia tiến lại gần, chưa kịp nói, từ nay chúng ta đừng ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa, thì hắn đã nắm lấy cằm nàng, nâng đầu nàng lên. Vừa rồi ngươi nói gì? Lọt vào trong tầm mắt là ngũ quan thanh tuấn tinh xảo của thiếu niên, hắn mặc một cái áo sam bằng tơ lụa với nền là hoa tử đằng, tay áo thêu bạch lan, áo lót màu trắng, gần như thiệp với màu da dương chi bạch ngọc của hắn, mang theo vài phần vẻ đẹp thanh nhã. Nhưng khí chất hắn trong sáng, đôi mắt trong veo, ngũ quan lập tức liền có vẻ khôi ngô tuấn tú, không có một chút nữ tính nào. Liếc mắt một cái, ào ào như gỗ cây tùng, lanh lảnh như gió sơn tuyền. Hắn dùng một tay véo nhẹ cằm nàng, tay còn lại buông thõng bên cạnh nàng, khẽ cau mày không hài lòng. Lão rùa già Thẩm Chi Minh đó có gan hạ truy tung chú với ngươi. Tần Uyển Uyển không nói nên lời, không biết có phải do trước sau chênh lệch quá lớn, nhìn khuôn mặt này, Tần Uyển Uyển hoàn toàn ngây người, hai mắt vô hồn nhìn hắn. Giản Hành Chi đã quen với kiểu nhìn này, nhưng hắn không nhận thấy điều gì bất thường, đánh giá Tần Uyển Uyển từ trên xuống dưới một phen, sau khi làm rõ đạo kiếm ý kia và truy tung chú trong cơ thể nàng là cái thứ gì liền yên lòng, đến chỗ ấm trà tự mình rót trà, tràn đầy tự tin, đừng lo lắng, ta. Hắn chưa kịp nói xong thì dòng điện chạy qua, nụ cười của Giản Hành Chi lập tức méo mó, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Tần Uyển Uyển, hắn cầm ấm trà, nhìn vào mấy dòng chữ trên màn hình, nghiến răng mở miệng, ta cảm thấy ngươi nhất định có biện pháp. Tác giả có lời muốn nói, phỏng vấn, xin hỏi ký chủ của ngươi có biết thẹn thùng không? 666, hắn sẽ không, hắn chỉ biết động tâm thật nhanh thôi. Cảm ơn mọi người đã xem, nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi tập tiếp theo và những bộ truyện khác.